Nếu HTC từ xưa đến nay không còn được quá nhiều những sự quan tâm đến từ phía người dùng nữa, thì hiện tại chúng ta đã có một vài chiếc điện thoại ra mắt trên thị trường. Gần đây nhất là chúng ta có chiếc Design 12 Plus với cái giá mình nghĩ là cũng khá là thơm. Và chỉ cách đây một vài giờ thôi, chúng ta cũng đã ra mắt một chiếc điện thoại cũng là 12 Plus nhưng mà là U. Vậy thì cái chiếc U12 Plus này có được các bạn đáng quan tâm hay không? Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng điểm qua một chút về những cái thông số mới nhất từ những chiếc điện thoại flagship đến từ HTC. Đầu tiên thì mình phải nói rằng là nếu như các bạn đang hơi thất vọng về HTC khi mà những năm gần đây họ không mang đến chúng ta những cái chiếc điện thoại nào quá đặc biệt. Mà thực chất thì HTC từ xưa đến nay chỉ cho chúng ta mấy cái chiêu bài hơi sốc thôi. Ví dụ như là gần đây nhất thì chúng ta có cái chiếc U11 được giảm giá rất là sâu. Và gần đây nữa thì chúng ta có cái chiếc U12, à không, Design 12 Plus này có cái giá rất là rẻ nhưng mà nó lại cấu hình không tốt lắm. Thì đến ngày hôm nay chúng ta đã có cái chiếc là U12 Plus. Cá nhân đánh giá thì đây là một sản phẩm mà các bạn thực sự nên quan tâm, bởi vì có rất nhiều điểm mà mình muốn các bạn cần để lưu tâm rất là nhiều. Đầu tiên ý, đó là về, mình nói trước là về cấu hình. Bởi vì là hiện tại mặc dù là những cái thông số về cấu hình nó đã đi đến cái chiều hướng bão hòa rồi, nhưng mà chiếc U12 Plus chúng ta vẫn đang được trang bị những cấu hình cực kỳ mạnh. Các bạn sẽ có chip là Snapdragon 845 và dung RAM các bạn lên tới 6GB. Và theo mình thấy thì với những chiếc điện thoại nào được trang bị cấu hình như này thì không bao giờ còn phải lo lắng về những cái hiện tượng trải nghiệm không tốt khi mà chơi game cả. Thì mình đánh giá đây là một trọng điểm mà đầu tiên mà đáng ăn tiền của chiếc U12 Plus. Tiếp theo, mình muốn giới thiệu với các bạn một chút về cái mặt thiết kế. Thiết kế chiếc U12 Plus so với cái phiên bản đời trước là U11, theo như mình đánh giá là không có gì quá nổi bật cả. Nó không có cái điều gì khác biệt. Chúng ta vẫn sẽ có được hai mặt kính ở mặt trước mặt sau. Ở giữa chúng ta vẫn sẽ có viền kim loại. Và cá nhân mình đánh giá thì cái điểm mình yêu thích nhất trên chiếc U12 Plus đó chính là về cái phần màn hình. Nếu như các hãng khác chỉ đang chăm chạy đua vào cái phần tai thỏ, thì các bạn có thể thấy là với chiếc U12 Plus các bạn vẫn được giữ nguyên cái màn hình rất đẹp và tuyệt vời. Tiện nhắc thêm vào màn hình thì các bạn sẽ có một cái màn với kích cỡ là 6 inch, độ phân giải là Quad HD Plus ấy. Thì mình thấy rằng là mặc dù cái thông số này hơi thừa một chút, nhưng mà đây là một cái màn hình được trang bị thêm khả năng là HDR. Cái màn hình HDR thì có lẽ là không cần phải bàn tán quá nhiều rồi, bởi vì ở trên một vài chiếc điện thoại trước, ví dụ như là chiếc XZ2 hay là XZ2 Compact, thì các bạn sẽ thấy rằng màn hình HDR ở trên này thể hiện cực kỳ tốt. Khi mà mình trải nghiệm xem phim, chơi game, thậm chí là chỉ xem YouTube thôi, thì mình thấy rằng cái màn hình HDR nó giúp cho mình có một trải nghiệm tốt hơn đáng kể. Và mình đánh giá là với màn hình 2K này, độ lớn rất là tốt là 6 inch và được trang bị thêm cả cái công nghệ HDR nữa, thì màn hình của HTC U12 Plus thực sự là tốt. Nếu mà chỉ nói về thiết kế, cấu hình rồi là màn hình thôi thì có lẽ là chưa đủ, bởi vì chiếc HTC U12 Plus chúng ta có một điểm rất tốt, đó chính là camera. Để mà so sánh giữa U12 Plus và U11 thì các bạn sẽ thấy rằng nó không khác quá nhiều. Nhưng mà cái điểm mà khác lớn nhất theo mình đánh giá đó chính là về camera. Khi mà các bạn sẽ được trang bị một bộ đôi camera ở mặt sau, và cũng tương đương như thế là một bộ đôi camera ở mặt trước. Có nghĩa là chúng ta sẽ có ở đây tận 4 camera. Như mình đã khẳng định từ đầu năm đến bây giờ, khi mà Samsung bắt đầu cho ra mắt chiếc Samsung Galaxy S9, đến thời điểm hiện tại thì chắc chắn với các bạn rằng camera sẽ là yếu tố quyết định để các bạn lựa chọn smartphone. Thế nên là việc trang bị cho chiếc điện thoại chúng ta một camera tốt không bao giờ là thừa. Ở mặt sau thì các bạn sẽ có một camera với cái độ phân giải là 12 megapixel và 16 megapixel. Trong đó camera chính sẽ là camera với cảm biến 12 megapixel, còn camera phụ sẽ là một camera zoom 2x với cái độ phân giải là 16 megapixel, sẽ giúp cho các bạn có được những cái bức ảnh chụp xóa phông rất là ảo. Ngoài ra với camera trước thì các bạn sẽ có một bộ đôi với độ phân giải là 8 megapixel. Còn về pin thì sao? Các bạn sẽ có một viên pin với dung lượng là 3500 mAh. Mình thấy là cái dung lượng pin này theo như HTC họ công bố trên điện thoại là chưa quá tốt. Bởi vì sao? Các bạn có một màn hình rất lớn, đó là màn hình 6 inch mà độ phân giải cũng rất là cao, đó là 2K Quad HD Plus cơ. Và thêm vào đó nữa, con chip của bạn cũng là con chip đời mới nhất, đó là Snapdragon 845. Thì mình không nghĩ là cái dung lượng pin 3500 mAh có thể đáp ứng được cho các bạn một thời gian sử dụng thực sự tốt. Nhưng mà điều này thì các bạn cũng phải thông cảm cho HTC mà thôi. Bởi vì sao? So với cái phiên bản HTC U11 ấy, thì họ đã giảm kích cỡ của chiếc điện thoại này chúng ta mỏng hơn khoảng 1mm. Mà đã mỏng đi rồi thì không thể nào mà tăng thêm dung lượng pin thực sự tốt được. Thế nên là để có thiết kế thì các bạn phải đổi lấy một chút về dung lượng pin mà thôi. Tóm lại là cá nhân mình đánh giá với chiếc HTC U12 Plus thì đây là một chiếc điện thoại thực sự tốt, và mình thấy rằng nó đáp ứng được hầu hết tất cả các nhu cầu của bạn. Các bạn muốn chơi game, HTC U12 Plus. Các bạn muốn chụp ảnh, vẫn là nó.
các bạn muốn trải nghiệm thực sự tốt với những ứng dụng gọi là tác vụ giải trí như là xem phim hoặc là chỉnh ảnh, chỉnh sửa ảnh các thứ, cũng là chiếc HTC U12 Plus. Vậy thì cái điểm chưa hợp lý ở đâu? Mình nghĩ sẽ là về giá. Khi HTC công bố giá là 800 đô cho phiên bản 64GB và 850 đô cho phiên bản 128GB thì mình thấy rằng đây vẫn chưa thực sự là một mức giá hợp lý lắm. Mình nghĩ là họ hoàn toàn để lược bỏ đi một vài cái tính năng, ví dụ như là màn hình 2K hoặc là một vài tính năng khác, ví dụ như là camera selfie kép chẳng hạn. Họ có thể lược bỏ một chiếc để chúng ta có thể hạ giá thành hơn một chút thì nó sẽ thực sự là phù hợp với túi tiền của người dùng. Bởi vì mình dự đoán rằng khi mà về Việt Nam ấy thì chúng ta vẫn sẽ có một cái giá khá là cao. Mình dự đoán nó khoảng 20 triệu. Thì đây sẽ là một trong những cái sự đau đầu cho người dùng khi mà phải lựa chọn những chiếc HTC này, rồi là Samsung Galaxy S9 này, hay là iPhone 10 này, hoặc là iPhone 8 Plus. Thì đấy, đây là một trong những bài toán mà HTC chắc chắn là phải giải khi mà mang về thị trường Việt Nam. Mà mình nghĩ rằng là mấy năm nay họ vẫn thế thôi, vẫn chưa thể nào mà giải quyết được cái bài toán đó. À quên, với chiếc HTC U12 Plus thì các bạn vẫn sẽ có khả năng là bóp màn hình để đưa ra những cái tính năng rất là hay. Thì mình thấy rằng đây là một tính năng rất là tiện, bởi vì ví dụ các bạn muốn bật đèn pin chẳng hạn thì các bạn chỉ cần bóp thôi. Rất là tiện, chứ không trong những cái trường hợp kiểu như là các bạn có rơi rớt bao bùng các thứ ở đâu mà muốn bật lên trong màn hình tối để tìm thì cũng không còn phải bật sáng màn hình, thì nó bóp phát là được. Thì mình mong rằng trong những sản phẩm ở tương lai thì HTC vẫn sẽ làm chúng ta những cái tính năng hay như này và giảm giá đi một chút để cho anh em có cơ hội để tiếp cận dễ dàng hơn. Các bạn thấy sao về chiếc điện thoại HTC U12 Plus? Đừng quên để lại ý kiến. Nếu các bạn thấy video hay, đừng quên bấm like, share bạn bè, bấm subscribe cho kênh YouTube của Review Dạo và bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào trong thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ chào và hẹn gặp lại. Ngoài ra, với camera trước thì các bạn sẽ có một bộ đôi với độ phân giải đạt 80 pixel.